được một trận thắng và thua đến 7 trận đấu. Và tình huống ném thành công của Tâm Đình. Đà Nẵng Dragons. Jolie, hai điểm đầu tiên của Dragons trong trận đấu và như thường lệ là người đã phải lên tiếng với tình huống dứt điểm của mình. Và hôm nay chúng ta đang được nhìn thấy một cặp đối đầu rất thú vị giữa trận đấu qua và Tâm Đình qua tình huống N1 thành công dành cho Tâm Đình. D'Angelo Hamilton, cú block thành công của Jolie. Sang Đình thực hiện cú ném xa dội rổ, vẫn đang là D'Angelo Hamilton thêm hai điểm nữa cho Cần Thơ Catfish. Cầu thủ rất quan trọng ở trong đội hình của Liên Minh Tây Hưu trong những trận đấu gần đây. Horace Nguyễn ném xa, bóng đã vào rổ, 3 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Các cầu thủ Catfish Sang Đình, cú ném của Sang Đình thêm hai điểm nữa. Đó là một pha đá bóng chính xác của Sang Đình. Hoàng Tuấn đang bị Lê Hữu Thành theo kèm sát. Jolie, lần này thì một mình D'Angelo Hamilton là không đủ để ngăn cản Jolie lên rổ. Nguyễn Ngọc Thành, D'Angelo Hamilton. Hamilton vẫn đang thi đấu rất xa một chiếc rổ. Thì anh vừa có một cú ném xa thành công để ghi 3 điểm. Thêm 3 điểm nữa cho Cần. Horace Nguyễn, tình huống đáp trả của Horace Nguyễn không giúp cho Dragons có thêm 3 điểm nhưng... Vâng, như vậy là sau tình huống vừa rồi chúng ta xác định đó là lỗi kéo tay của Nguyễn Ngọc Thành. Và pha ném thành công thứ hai của Nguyễn Hoài Xuân Tâm. 3 điểm của mình, pha ném 3 điểm được thấy. D'Angelo Hamilton, cú ném chính xác của Hamilton. Hắn góp mặt của Trương Minh An. Và đây sẽ là điều mà họ cần tiếp tục tập trung qua một tình huống đó của D'Angelo Hamilton. Và như vậy là Rob Jolie vẫn có 2 điểm với... Sáng Đình thực hiện cú ném xa, bóng đá vào rổ. 3 điểm được ghi cho Cần Thơ Catfish. Và... cú ném chỗ rổ Jolie. Ở trong những pha thì bao và lớn rổ kiểu như vậy thì rất khó. Đã... trung phong của Đà Nẵng là lúc này đã có được cho mình 10 điểm. Thêm một cú ném xa nữa và bóng đá lại vào rổ. Mà họ ném vào tay như vậy thì rất khó để cho Đà Nẵng Dragons có thể ngăn chặn được. Và tình huống ghi điểm dễ dàng của Rudolph Jolie. Để thấy là khi mà Cần Thơ Catfish chủ động triển khai phòng ngự 1-1 thì đây là cơ hội rất lớn để Rudolph Jolie có thể ghi điểm. Tình huống này 3 điểm thành công dành cho D'Angelo Hamilton. Pha ném 3 điểm thành công thứ 3 của D'Angelo Hamilton trong hiệp thi đấu đầu tiên. Và cho đến năm nay, sau một năm đã trôi qua thì có vẻ như là cơn lốc màu da cam đã quay trở về những cơn gió nhẹ thoáng qua. Và tình huống ghi 2 điểm của Tâm Đình. Nguyễn, đợt tấn công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Jolie thêm 2 điểm nữa cho Dragons bắt sát. Đợt đúng đất bầu tiêm của các cầu thủ Cần Thơ Catfish khi mà Tâm Đình đã hỗ trợ cho D'Angelo Hamilton. Bóng ở bên ngoài sân, Hamilton nỗ lực để cứu bóng nhưng cuối cùng thì lại có một pha giống như là được truyền cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Jolie đã lại ghi thương điểm. Horace Nguyễn thực hiện quả ném xa, bóng vào rổ. 3 điểm nữa cho... lúc này thì Hoàng Nguyên đang giữ vai trò là cầu thủ chơi ở vị trí số 1 của Dragons. Thêm 2 điểm cho Dragons và vẫn là 2 điểm. Dragons đã đưa lên thế dẫn trước với khoảng cách là 1 điểm cho đội bóng miền Trung. Cú ném của Nguyễn Tấn Tâm ghi 2 điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Lê Hiếu Thanh thì nhỏ hơn Trần Tiến Thịnh và D'Angelo Hamilton thì lại nhỏ hơn Rudolph Jolie và đã có tình huống ghi điểm thành công dành cho Trần Tiến Thịnh. Đội tấn công của Đà Nẵng Dragons, hai đội vẫn đang so kè với nhau khi mà khoảng cách hai bên chỉ là 1 điểm và bây giờ khoảng cách đó. Bên phía đội bóng Cần Thơ Catfish chính là cặp anh em họ Đình khi mà họ đã ghi được tổng cộng 60 điểm cho đội bóng miền Tây. Và tình huống ghi điểm thành công của Nguyễn Hoàng Tuấn thì vẫn còn cơ hội cho đội bóng Đà Nẵng Dragons về mặt lý thuyết là như vậy. Lê Hữu Thành, cú ném xa thành công. Các cầu thủ Cần Thơ Catfish lấy lại tinh thần. Nhưng ngay lập tức thì Đà Nẵng Dragons đáp trả bằng một pha ném 3 điểm thành công. 2 điểm tiếp tục được ghi cho Cần Thơ Catfish. Và có các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Sang Đình đã lấy được bóng. Nguyễn Ngọc Thành và lên đổ thành công mang về 2 điểm. Hãy xem các cầu thủ Cần Thơ Catfish sử dụng 5 giây của hiệp đấu thứ hai này như thế nào. Cú ném xa chính xác và điểm số được cân bằng 43-43. Hiệp đấu thứ hai lúc này cũng đã kết thúc.
bóng của các cầu thủ cần thiết Phan, nhưng họ vẫn đang là những người kiểm soát bóng tâm linh. Hai điểm dễ dàng của tâm linh, tiếp tục là tâm linh Lê Hiếu Thành và Zalo Hamilton, trước mặt anh là Jolie. Hãy xem Hamilton làm cách nào để vượt qua Jolie của cái bóng và bị hồi này phát sát ở trên sân. Và Zalo Hamilton, trước mặt anh là Jolie. Hamilton đã có được một chút tới với Rudolph Jolie bởi ông không của anh bị phạm lỗi quá nhiều trong hai trận đấu đầu tiên, và tình huống ném 3 điểm thành công của Lê Hiếu Thành với của đội chủ nhà Cần Thơ Catfish. Lê Hiếu Thành và luân chuyển bóng rất nhanh của các cầu thủ Catfish, lại là Lê Hiếu Thành những cú ném hay ở mặt đất và thêm hai điểm nữa cho Cần Thơ Catfish thành công trong hiệp thi đấu thứ hai và đầu hiệp thi đấu thứ ba. Nguyễn Ngọc Thành thực hiện quả ném xa bóng vào lỗ, 3 điểm nữa. Trận đấu tiếp tục. Jolie vẫn đang bị Hamilton bắt sát. 2 điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Quần áo trong màu áo của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Sự góp mặt của Nguyễn Tuấn Vinh mang lại rất nhiều sự bùng nổ trên mặt trận tấn công. Và tình huống ném 3 điểm thành công của Nguyễn Ngọc Thành. Lê Hiếu Thành vẫn đang là các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Angelo Hamilton và đội chủ nhà, và đó là tình huống mà các cầu thủ phòng ngự bên phía Dragon có vẻ như đã quá bị hút vào vị trí Cần Thơ Catfish. Tâm Đinh bây giờ là Xác Đinh, pha đột phá vào trong của Xác Đinh không thể có thêm hai điểm. Hồ Đại Sư Nguyễn cầu thủ thành công để mang về hai điểm. Đội Đà Nẵng Dragon trong tình huống vừa rồi khi mà Xác Đinh đã lấy chung được quen thuộc và như vậy là Nguyễn Hoài Tâm đã để mất bóng, và đây là tình huống lên rổ đã bị phạm lỗi của Giang Đình. Người phạm lỗi là Nguyễn Hoàng Tuấn. Một tình huống máy đã nhảy lên rất cao để cố gắng block Giang Đình trong tình huống vừa rồi. Cầu Đà Nẵng Dragon Nguyễn Hoàng Tuấn, Horace Nguyễn, Grab xa cô Horace Nguyễn, đó là một pha ném bóng từ rất xa và đã có thêm 3 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragon. Bây giờ thì khoảng cách hai bên đang là rất chờ đợi những cú đánh xa chính xác của Horace Nguyễn, Nguyễn Hoàng Tuấn. Cú đánh xa của Hoàng Tuấn thành công và mang về thêm 3 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragon. Những phút thi đấu vừa rồi thì Nguyễn Hoàng Tuấn là cầu thủ đã ra tay rất nhanh, và đây là hai điểm của Tâm Đinh. Hai điểm của Tâm Đinh đã rất lâu. Thêm 2 điểm nữa cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons có lẽ đang tìm cách để tiến sát vào khu vực dưới rổ, nhưng Đà Nẵng Dragons đã giành lại được quyền kiểm soát bóng một đợt phản công nhanh. Tình huống lên rổ và mang về thêm 2 điểm nữa cho Dragons của Trần Đăng Khoa. Nguyễn Hoàng Tuấn ở bên tay của Trần Đăng Khoa, và bây giờ là Jolie tìm cách để áp sát rổ và đã mang về thêm 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Đó là điểm thứ 34. Quá mạo hiểm với những tình huống phòng ngự của mình. Và đây là tình huống ném 3 điểm không ghi điểm của Nguyễn Tuấn, nhưng bóng đã đi vào rổ. Sẽ lại là tình huống dứt điểm của Rudolph Jolie trong 2 giây trên đồng hồ, 1 giây. Và như vậy là vẫn nằm trong tay của Đà Nẵng Dragons với tình huống N1 thành công. Có thể thấy là khi Đà Nẵng Dragons hạn chế được những tình huống mất bóng của mình với sự góp mặt của Trần Đăng Khoa thì họ trở nên nguy hiểm như thế nào. Những giây cuối cùng của hiệp đấu này, Jolie đã cướp được bóng ở trong tay của Hamilton, và trung phong của Cần Thơ Catfish đã buộc phải phạm lỗi với Jolie. Vâng, lỗi cá nhân thứ tư của D'Angelo Hamilton trong trận đấu này, và không có hiểu khi anh tỏ ra rất bực mình đối với quyết định của trọng tài. Và có vẻ như là vừa rồi thì trọng tài đã xác định là thời gian của hiệp thi đấu thứ ba đã kết thúc trước khi lỗi diễn ra. Thuộc về Jolie. Jolie đã rất dễ dàng để ghi 2 điểm cho mình. Trận đấu là Cần Thơ Catfish gặp Đà Nẵng Dragons thì Rudolph Jolie ghi trung bình 30 điểm. Tuy nhiên thời điểm hiện tại hiệp thi đấu thứ 3, hiệp thi đấu từ mới chỉ bắt đầu mà Rudolph Jolie đã có cho mình các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Horace Nguyễn. Cú đá bóng của Trần Tiến Thịnh bóng vào rổ. Rudolph Jolie thì Trần Tiến Thịnh đã có một khoảng trống phải nói là không thể rộng mở hơn. Và tình huống ghi 2 điểm của Nguyễn Hoàng Tú với đường chạy cắt. Trần Tiến Thịnh không được thi đấu quá nhiều, anh mới chỉ thi đấu khoảng 18 phút trên sân. Thời điểm mà Trần Tiến Thịnh vào sân là rất quan trọng.
và đã có tình huống phạm lỗi của D'Angelo Hamilton. Như vậy cuối cùng đúng đã có lỗi thứ tư của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ các phía vẫn có thể triển khai bóng lên được phía trên. Tình huống phối hợp tấn công rất tốt của đội chủ nhà. Người nguy hiểm lại là Nguyễn Hoàng. Chiến thắng thứ hai cho Đà Nẵng Dragons. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã giành lại được quyền cướp bóng cho mình và dẫn bóng lên rất nhanh. Horace Nguyễn thực hiện cú ném bóng. Bóng đá vào rổ 3 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Những tình huống phòng ngự tâm đình thì anh đã có những tình huống chạy thoát hiểm trợ và tình huống dứt điểm thành công của D'Angelo Hamilton. Công này còn lại 6 giây ném rổ. Cú ném bóng không thành công của Horace Nguyễn nhưng vẫn đang là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Open shot không có ai theo kèm và Horace Nguyễn đã mang về thêm 3. Trận qua như đã nói ở phút đầu tiên của trận đấu là rất quan trọng và pha ném 3 điểm thành công của D'Angelo Hamilton. Thắng cho đội bóng cần thơ kẹp phít. Jolie anh đã lại có một cú bóng ngay ở trong tay rồi để lên điểm cho Cần Thơ Catfish. Có 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Jolie đã phản ứng với trọng tài sau tình huống vừa rồi. Jolie đã nổi nóng và anh đã bị trọng tài thổi lỗi kỹ thuật. Những phản ứng rất mạnh mẽ, rất quyết liệt của Jolie. Vâng, như vậy là trọng tài vừa quyết định trục xuất Jolie khỏi trận đấu. Những diễn biến diễn ra rất nhanh và phải nói là rất không cần thiết của Rudolph Jolie trong trận đấu này. Tâm đinh và một tấn công của các cầu thủ Cần Thơ các phía bật của đánh xa của Liễu Thành không đã ghi điểm. Cơ hội cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons lên rổ thành công để mang về 2 điểm, đó là Trần Đăng Khoa. Thì hai bên tân hơn hẳn so với Trần Đức Thịnh. Sang Đinh thực hiện cú đánh xa không thành công. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã giành lại được quyền kiểm soát bóng và lên rổ ghi 2 điểm của Trần Đăng Khoa thành công. Và ngay lập tức chúng ta nhìn thấy một tình huống phản công nhanh và tình huống ném 3 điểm đã bị block của Nguyễn Công Thành. Lại là Trần Đăng Khoa với tình huống lên rổ và đây là Nguyễn Tuấn Vinh ghi 2 điểm dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Stephen Dukas đã phải xin hội ý cho đội bóng Cần Thơ Catfish. Đà Nẵng Dragons sẽ cố gắng để giữ bóng ở trong tay thật lâu và chỉ ném bóng khi mà thời gian của một đợt tấn công đã gần kết thúc. Thêm 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Đợt tấn công của các cầu thủ Catfish của Đánh Xa. 3 điểm cho Sang Đinh của Đà Nẵng Dragons. Và đây là Nguyễn Hồng Lê Xuân Tâm ghi 2 điểm dành cho Nguyễn Hồng Lê Xuân Tâm. Tình huống di chuyển vào dưới rổ của Hamilton và sau đó truyền cho Sang Đinh. Vẫn đang là các cầu thủ Catfish Lê Hiếu Thành. Cú đánh không thành công. Đã hết. Đợt tấn công bóng đã vào rổ. Đó là 91. Một điều không tưởng đối với một đội bóng không có khả năng ghi điểm tốt như Đà Nẵng Dragons. Và pha ném 3 điểm của Lê Hữu Thành bóng nhanh vào rổ 3 điểm tính dành cho Cần Thơ. Huấn luyện viên Đồng Tây Hữu đã xin hội ý cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Thời điểm rất quan trọng, rất mấu chốt bên phía Đà Nẵng Dragons. Và những pha ném 3 điểm chắc chắn sẽ là những tình huống. Đầu trong sân, Hoàng Tuấn. Đây là Trần Tiến Thịnh. Trần Tiến Thịnh đã để mất bóng. D'Angelo Hamilton. Sáng Đinh. Sáng Đinh không việc gì phải vội vàng ở trong việc lên rổ. Nguyễn Ngọc Thanh. Đội tấn công của Cần Thơ Catfish và các cầu thủ chủ nhà đang triển khai bóng một cách khá chậm rãi. Bóng lên tay của Tâm Đinh. Đây là Lê Hữu Thành, cú ném xa thành công. 3 điểm nữa này và họ đã có được điểm lên 99. Tiếp tục là một đội tấn công dành cho Cần Thơ Catfish. Không, họ đã để mất bóng. Và lên rổ cũng không thành công của Đà Nẵng Dragons và sau đó thì Dragons đã phạm lỗi. Vâng, rất đáng tiếc. Dragons, Horace Nguyễn. Khoảng cách giai bên đang là 10 điểm. 2 điểm cho Horace Nguyễn và đó là tình huống an quanh. Một khoảnh phạt nữa cho cầu thủ của Đà Nẵng Dragons. Như vậy, kỷ lục mới về số điểm tại VPA đã được thiết lập khi mà Hamilton thực hiện thành công quả đá phạt vừa rồi. Thêm 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Điều không thành công của Lê Hiếu Thành. Horace Nguyễn vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực. Trọng lực của Đà Nẵng Dragons. Anh đã vừa ghi thêm 2 điểm nữa cho đội bóng của Huấn luyện viên. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Trận đấu vẫn còn 10 giây, tiếp tục là Horace Nguyễn. Đội bóng không thành công, vẫn đang là các cầu thủ Dragons.
chiến thắng đã thuộc về Cần Thơ Cassis. Và không những giành được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay mà còn thiết lập nên một kỷ lục mới về điểm số tại VBA khi đạt đến số điểm 105 ở trong trận đấu, cao hơn số điểm 104 mà City Wings đã thiết lập nên ở trong mùa giải 2016.